chọn là phong cách futuristic thì cũng một phần cũng ảnh hưởng từ ngay từ nhỏ khi những bộ phim kiểu siêu nhân robot này, hai là có một bộ truyện tranh Nhật Bản mà mình gọi là hâm mộ, gọi là thích luôn ấy. Đó là truyện 70 ngọc rồng của ông tác giả Akira Toriyama. Ông ý có những cái tác phẩm cá nhân kiểu khá là đẹp và truyền cảm hứng cho mình khá là nhiều ấy. Mấy bức ảnh liên quan đến robot, mecha các kiểu đấy. Tương lai thì xem xong mình cũng bị ảnh hưởng khá nhiều khi muốn vẽ những cái phong cách liên quan đến futuristic. Nguồn cảm hứng chính của mình thì vẫn là những hình ảnh đời thường, những ảnh kiểu giản dị nhất của Việt Nam của mình. Những hình ảnh đấy thì tại vì mọi người kiểu ít khi chú ý đến, nhưng kiểu mọi người nếu mà để kỹ hơn thì nó sẽ có một cái điều gì đấy khá đặc biệt. Mình thấy là hình ảnh Việt Nam mà vẽ theo cái phong cách futuristic thì lúc mà mình bắt đầu vẽ thì lúc đấy thì mình thấy hình như là chưa có ai vẽ cái phong cách đấy bao giờ. Mình thấy đấy là một cái cơ hội kiểu chưa có ai nắm bắt được ấy. Và mình thấy đấy cũng là một cái điều mà mình có thể phát triển. Mà những cái hình ảnh hay màu sắc của hình ảnh Việt Nam thời bao cấp hay thời xưa ấy, thì nó luôn mang một cái màu kiểu nó khá đặc trưng ấy. Vậy nên là mình muốn kết hợp những cái thứ đấy mà kết hợp với phong cách của tương lai, nó tạo ra một cái thứ gì đó kiểu khá độc đáo. Công việc của mình thì cũng vẫn liên quan đến thiết kế. Mình vẽ những cái bức minh họa cho bên UI để họ ghép vào những cái ứng dụng. Ngoài ra thì nếu mà không có kiểu có những lúc nào mà mình không có bận liên quan đến dự án bên UI thì mình có thể quay lại vẽ cho bên truyền thông một số cái poster, banner các kiểu. Công việc ở FPT thì vẫn giúp cho mình kiểu thêm được kinh nghiệm trong làm việc là một, nên thêm cho mình về kiến thức liên quan đến UI, UI thiết kế giao diện người dùng. Và thứ ba thì chắc chắn là vẫn nâng cao được tay nghề của mình, tại vì trong quá trình mình vẽ ở đây thì mình không chỉ kiểu vẽ một style, một phong cách nhất định, mà mình sẽ phải đa dạng phong cách của mình vẽ để thích ứng được với cái yêu cầu với cả cái hình ở đấy. Thực ra thì mình lúc vẽ tranh thì cũng không không có suy nghĩ gì quá là sâu xa, chỉ đơn giản là mình thừa chỉ đơn giản là nó là những kiểu câu hỏi vì sao để tạo cho mình những ý tưởng. Ví dụ như là tại sao không để cô gánh hàng rong gánh cả cái Hà Nội đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Xong mình vẽ bức tranh, còn bức tranh thì có thể sẽ mình vẫn muốn là mọi người có những cái kiểu suy nghĩ về bức tranh, kiểu suy nghĩ về bức tranh như thế nào mọi người của riêng mình, chứ không chỉ riêng mình kiểu chỉ mọi người xem cái tranh đấy sẽ mang ý nghĩa là gì. Mình vẫn muốn mọi người kiểu tự do xem cái bức tranh đấy mang ý nghĩa gì. Theo bản thân mình thì mình nghĩ là phần quan trọng nhất của bức tranh thì vẫn là cái ý tưởng đấy, ý tưởng của bức tranh đấy. Còn kỹ thuật, những cái yếu tố khác thì nó vẫn quan trọng, nhưng mà mình thấy quan trọng nhất thì vẫn là yếu tố liên quan đến ý tưởng và cái sự sáng tạo bức tranh đấy. Mình bắt đầu, thực ra thì bắt đầu vẽ ngay từ lúc nhỏ rồi ạ. Lúc nhỏ là mình đã bắt đầu vẽ sau khi kiểu xem những cái bộ phim hoạt hình như kiểu Xuyên hay là Tom Jerry ấy kiểu đấy. Thì sau khi xem xong thì cũng thấy khá là hứng thú, xong rồi cũng lấy giấy ra vẽ thử vẽ bậy trên giấy à. Xong rồi thì bố mình cũng thấy kiểu cũng có hơi hứng thú vẽ ạ. Đấy thì bố mình cũng có vẽ lại một số đồ chơi, mấy cái đồ chơi ô tô của mình hồi trước thì bố mình cũng vẽ lại. Xem qua mấy hình vẽ của bố thì mình cũng hứng thú hơn. Sau đấy là cũng xác định là mình sẽ theo nghề vẽ từ lúc đấy. Học vẽ thì đa phần là mình tự học. Tại vì hồi trước bố mẹ mình cũng bảo là sao không đi học thêm để gọi nâng cao tay nghề, nhưng mà mình thấy học có vẻ nó hơi tốn tiền nên là thôi không học. Nhưng thật ra đấy cũng là một điều hối hận khi mình không đi học, kiểu mình không có được cái xương, cái cốt ấy, cái gọi là cái cơ bản, cái căn bản. Nhiều khi vẽ em cũng kiểu mình cũng kiểu vẫn có sai sót này nọ. Nếu mà hồi đấy mà mình có đồng ý đi học thì giờ nó cũng không đến mức kiểu sai sót quá nhiều, mình sẽ có được cái căn bản hơn. Những bức tranh kiểu đơn giản không quá phức tạp thì cũng chỉ mất đến tầm 2-3 ngày, nếu bức tranh cực kỳ đơn giản.
phức tạp hơn một tí thì có thể lên đến một tuần hoặc là một tuần rưỡi. Còn những bức tranh kiểu cực kỳ phức tạp và nhiều chi tiết như bức tranh Hà Nội Rong ấy, thì có thể lên tới 3 tuần rưỡi, 1 tháng hoặc là 2 tháng. 2 tháng hoặc là có thể lên tới 3 tháng nếu mà cái đấy là một sản phẩm cực kỳ lớn, kiểu sẽ vẽ kiểu thay vì một bức tranh mà sẽ vẽ rất là nhiều bức tranh khác. Ví dụ như bức tranh Hà Nội Rong thì có một chi tiết mà mình vẽ đi vẽ lại khá là nhiều mà đến mức mà phải đổi sang một cái ý tưởng khác. Đấy chính là cái cảnh cô gái cái hàng rong ấy. Lúc đầu thì mình sẽ định vẽ người thật thay vì là vẽ hình robot. Nhưng mà mình không đi học đâu mà mình cũng kiểu không giỏi ở việc vẽ người thật ấy. Kiểu cái khả năng nhìn khối hình mình cũng chưa được tốt ấy ạ. Vẽ đi vẽ lại khá là nhiều mà nhìn nó cứ kỳ kỳ sao ạ, nó không được hợp cho lắm. Nên là đành phải quay lại cái sở trường gọi là thích nhất, chính là vẽ liên quan đến máy móc. Thật ra thì cũng khá là hay mà đem nó cũng thể hiện được một ý nghĩa khác. Số bạn kiểu đã thực sự thích liên quan đến vẽ thì cũng nên đi học ở ngoài, học một bài căn bản gì đấy, chứ thay vì như mình là không đi học thành ra là sẽ không được cái kiến thức căn bản nào. Đấy. Những bên thì họ biết đến mình qua những cái bức tranh mình đã vẽ rồi ấy, thì họ cũng kiểu thực sự thích đến cái phong cách của mình, thì họ cũng muốn mình kiểu tự do hơn và họ cũng biết phong cách mình như thế nào rồi, thành ra là mình cũng kiểu được chủ động 80-90% trong quá trình làm ở bên đấy. Còn có những bên thì họ yêu cầu đặc thù hơn, ví dụ họ không muốn style kiểu như này, style vẽ kiểu như liên quan Việt Nam chẳng hạn, họ muốn kiểu hình ảnh nó chibi cute hơn thì mình vẫn ok, mình vẫn chấp nhận, mình vẫn vẽ được, nhưng mà đương nhiên cái niềm thích thú thì nó không cao như cái bên kiểu mình được tự do hơn. Cái bức tranh mà bán được giá thì cái bức tranh 8.000 đô đấy thì cũng khá là bất ngờ, tại vì nó không nằm trong cái dự định của em ấy. Họ tại vì em được bất ngờ khi một bên họ mời mình kiểu tham dự vào cái buổi đấu giá tranh, thì mình cũng kiểu đồng ý thôi, tại vì tại sao không đồng ý. Mình cũng không có gì. Đấy thì họ cũng có bảo là bức tranh này có mức giá khởi điểm là hình như là tầm 3.000 hay 4.000 đô gì đấy. Mình kiểu sốc luôn ấy. Số tiền kiểu khá lớn khi kiểu chỉ đi được một hôm mà được số tiền lớn thế. Tiền thì ra nó cũng quan trọng, nhưng mà mình vẫn cái gọi là cái định hướng lớn nhất của mình thì vẫn muốn là những bức tranh của mình, bức tranh liên quan đến Việt Nam ấy, được bạn bè quốc tế nước ngoài, bạn bè quốc tế nước ngoài biết đến nhiều hơn, biết đến hình ảnh Việt Nam mình kiểu độc đáo như vậy. Vâng, thì mình vẫn có tham gia những các group liên quan đến thiết kế, mình vẫn có up tranh của mình, có những tranh cá nhân lên đấy. Ngoài ra cũng muốn hợp tác với nhiều bên liên quan đến nghệ thuật như kiểu thời trang hay là những sản phẩm truyền thông gì đấy.